Thưa quý vị, Hội đồng Thẩm định Nhà nước vừa họp thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định. Tại phiên họp, nhiều nội dung quan trọng của báo cáo đã được các thành viên Hội đồng tập trung làm rõ để tiếp tục hoàn thiện trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Hội đồng Thẩm định Nhà nước tập trung thảo luận khoảng 14 nội dung thẩm định, trong đó tập trung làm rõ, giải trình cụ thể một số vấn đề quan trọng của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, gồm dự báo nhu cầu, phạm vi phục vụ, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật chính và các điều kiện cung cấp vật tư, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ hạ tầng, các phương án đầu tư, tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, khả năng cân đối nguồn vốn. Đồng thời làm rõ phương án huy động đa dạng nguồn lực, trong đó đầu tư công là chính, nguồn vốn từ dự án BOT, BT và các nguồn vốn hợp pháp khác ngoài nhà nước bằng các cơ chế đặc thù. Ngay trong ngày 15 tháng 10, tổ chuyên gia thẩm định liên ngành đã hoàn thiện thông báo kết luận của Hội đồng Thẩm định Nhà nước, giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án trên cơ sở giải trình tiếp thu tối đa các ý kiến. Báo cáo chủ trương đầu tư dự án phải hoàn thành trong ngày 19 tháng 10 để trình lên Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 8.